Xin chào tất cả quý vị, trở lại kênh YouTube của Mark Home. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại showroom Mark Home miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và An đã có mặt tại không gian của tầng 1 nha quý vị. Có thể thấy là không gian tầng 1 sẽ là nơi mà chúng tôi sẽ trưng bày một số những cái mẫu trang thiết bị ở trong nhà vệ sinh, nhà tắm nè ha, để mà quý vị có thể đến đây và chúng ta có thể tham khảo qua. Ngoài ra thì đây cũng là không gian để mà chúng tôi sẽ đón tiếp tất cả quý vị khi mà đến để mà làm việc với kiến trúc sư. Sẽ có cái khu vực làm việc ở phía bên kia, cho nên là quý vị có những cái nhu cầu liên quan đến thiết kế, thi công, cải tạo nhà ở, hoàn toàn chúng ta có thể trực tiếp ghé đến showroom của chúng tôi để mà có thể gặp gỡ kiến trúc sư, thì có lẽ là chúng ta sẽ trao đổi công việc một cách là thuận tiện nhất. Và xung quanh Nhật An thì như quý vị có thể thấy là rất là nhiều những cái mẫu lavabo để có thể giới thiệu với quý vị nè. Mỗi mẫu thì nó sẽ có những cái màu sắc cũng như là về vật liệu khác nhau. Ví dụ là gần nhất của Nhật An đi, thì ở đây quý vị có thể thấy cái mẫu nó tông màu khá là lạ, đó chính là cái tông màu xanh ha. Với những cái màu xanh như thế này thì có thể là nó sẽ phù hợp với những công trình thiết kế là nhà hiện đại một chút xíu, cũng như là nếu như xét theo phong thủy nha quý vị, thì màu xanh này cũng rất hợp với những gia chủ là mệnh mộc chẳng hạn. Đó thì tùy theo sở thích nè, rồi cá tính của quý vị, hoặc thậm chí là liên quan đến phong thủy nữa, thì kiếp sư của chúng tôi cũng sẽ tư vấn quý vị có thể lựa chọn một cái mẫu phù hợp nhất với ngôi nhà của mình. Ngày hôm nay thì em sẽ có một chuyến đi đến Bình Dương và em sẽ dẫn quý vị trở lại thăm công trình của nhà anh Hưng, là một khách hàng của Mark Home. Công trình nhà anh Hưng thì lúc trước em cũng đã dẫn quý vị đến rồi, nhưng mà lúc đó là đang trong quá trình thi công thôi. Ngày hôm nay khi nhận thông tin công trình đã hoàn thiện 100%, thì em cũng rất là mong đợi, không biết là sau khi hoàn thiện xong nó sẽ đẹp như thế nào. Bây giờ thì cũng đã đến giờ để ra xe rồi, em sẽ di chuyển ra xe và chúng ta cùng di chuyển đến Bình Dương nhé. Sau hơn một tiếng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại An đã có mặt tại khu viên của công trình của nhà anh Hưng nha quý vị. Wow, phải nói là ngày hôm nay khi mà trở lại với công trình đã hoàn thiện 100% thì An phải nói là An thấy rất là bất ngờ trước cái vẻ đẹp của công trình luôn. Phải nói là đẹp hơn rất là nhiều so với suy nghĩ của An, cũng như là so với ấn tượng ban đầu lúc đó công trình đang thi công thì chúng ta chưa có mường tượng được, đúng không nào? Và hôm nay khi mà đã hoàn thiện 100% thì quý vị có thể thấy là cái vẻ đẹp công trình rất là rõ nhé. Đầu tiên, nếu mà chúng ta quan sát thước phim Bevelacam, quý vị sẽ thấy là cái sự chỉnh chu của gia chủ, đó chính là không chỉ là công trình chính đâu mà cả phần sân ở phía trước nhé, rồi phần cổng nè, tường bao nè, gia chủ đều đầu tư phải nói là rất là chỉnh chu cho ngôi nhà của mình. Ở phía bên này thì gia chủ còn trồng một số những cái loại cây nè, quý vị có thể thấy là cũng góp phần mang đến cái mảng xanh, giúp cho công trình có thêm sinh khí. Còn về công trình chính đi thì An cũng xin chia sẻ lại với quý vị, đó chính là về kích thước công trình luôn nhé. Công trình sẽ có chiều dài là 16,8m, chiều rộng là 7,85m, tổng diện tích thiết kế cả hai tầng là tầm khoảng 190m2. Về chiều cao có số 0 cho đến đỉnh khu mái sẽ là 10m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn mái sẽ là 3,6m nha quý vị. Với công trình này thì về một thiết kế thì có lẽ là không cần phải bàn rồi, bởi vì đây là một mẫu nhà mà An hay gọi vui là mẫu nhà quốc dân của Mark Home, đúng không nào? Bestseller của chúng tôi. Mẫu nhà này thì hiện tại là cả khắp ba miền Bắc Trung Nam thì cũng đều đang rất là được ưa chuộng. Về màu sắc ở bên ngoài, quý vị có thể thấy là sẽ đi theo những cái tông màu rất là trendy. Ví dụ là tông màu trắng nè, tông màu ghi nhạt nè, tông màu xanh nè. Rồi ở một số vị trí điểm nhấn chúng ta còn sẽ có thêm tông màu vàng kem nữa. Cho nên là nó sẽ giúp cho công trình có một cái vẻ đẹp gì đó nói chung là rất là thu hút. Và kết hợp cả ba tông, vừa có tông màu lạnh, màu nóng và màu trung tính nhé. Về vật liệu ốp lát thì một số những cái vị trí, ví dụ là bên dưới trên tường đi thì chúng tôi sẽ ốp, đó chính là đá chẻ, hay là ở những cái trụ cột này cũng vậy ha, sẽ có những cái vị trí gạch trang trí. Ngoài ra thì quý vị quan sát có thể thấy là hệ thống cửa, thì những hệ thống cửa sổ sẽ là cửa nhôm hệ kính nha quý vị, để có thể lấy được sinh khí vào bên trong một cách tối đa. Còn khu vực sảnh chính của công trình chúng tôi sẽ thiết kế ở đây, đó chính là năm bậc. Quý vị sẽ thấy là tượng trưng cho ngũ hành,
kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Ngoài ra thì nếu xét theo sinh lão bệnh tử sẽ tương ứng với cung sinh trong sinh lão bệnh tử. Đây là theo quan niệm về phong thủy nhé. Còn về công năng thì rõ ràng khi mà năm bậc thiết kế thì nó sẽ giúp cho công trình có cái độ cao khá là ấn tượng đúng không nào? Cho nên ví dụ đi, kể cả những lúc mà trời mưa lớn như thế nào chúng ta cũng không có sợ là nước có thể tràn vào ngôi nhà của chúng ta. Đó chính là ưu điểm của những thiết kế năm bậc như thế này. Và ngoài ra thì vật liệu ốp lát thì chúng ta sẽ ốp ở đây, đó chính là granite, thường gọi đá hoa cương, và thiết kế và ốp theo kiểu là trải thảm. Quý vị có thể thấy là hai bên sẽ là màu đen, còn ngay chính giữa sẽ là màu nâu đỏ. Nó giống như là không có tấm thảm trải đúng không nào? Cho nên là nhìn sẽ rất là bắt mắt. Chưa kể là granite hoa cương thì nó sẽ rất là cứng cáp nè, chúng ta di chuyển lên xuống không có sợ bị nứt gãy, và nó cũng không có bị thấm hút nước, cho nên không có sợ bị bám rong rêu. Đó chính là ưu điểm của thiết kế như thế này. Còn về cửa chính thì sao? Quý vị quan sát có thể thấy là cái ô cửa chính này, em không biết là quý vị có đoán được chất liệu gì không ạ? Nhìn thì chúng ta thấy là thoạt qua thì rất là giống với gỗ tự nhiên đúng không nào? Nhưng mà không phải đâu ạ. Đây sẽ là cửa thép vân gỗ nhé. Thật sự thì đây cũng là một cái lựa chọn của rất là nhiều gia chủ hiện nay. Bởi vì cửa thép vân gỗ nó sẽ có những cái ưu điểm. Đó chính là thứ nhất về những cái đường vân thớ nè. Quý vị thấy là cũng khá là giống với cửa gỗ tự nhiên. Ngoài ra thì nó rất là nhẹ quý vị. Chúng ta đóng mở phải nói là rất là nhẹ tay. Cho nên là nếu mà nhà có trẻ em hoặc người lớn tuổi thì cũng rất là phù hợp. Chưa kể là cái thép vân gỗ, một ưu điểm lớn nhất là gì? Đó là tiết kiệm chi phí. Nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều so với cửa gỗ tự nhiên. Ví dụ cửa gỗ tự nhiên, một bộ cửa có thể lên đến là hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, thì cửa thép vân gỗ chi phí chỉ rơi vào tầm khoảng, đó chính là 4 cho đến 5 triệu cho 1 mét vuông, thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Cho nên là cửa thép vân gỗ nó vừa là giúp chúng ta tiết kiệm chi phí mà cũng rất là đẹp đúng không nào? Cho nên là quý vị cũng có thể tham khảo qua về cái chất liệu này. Về vị trí cột thì em quan sát ở đây mới có thể thấy nè. Những chiếc cột ở đây thì quý vị sẽ có hai sự lựa chọn nhé. Một là chúng ta có thể ốp trực tiếp, là chúng ta ốp đá lên những cái vị trí này. Ví dụ là ở đây là màu trắng, ở chính giữa sẽ là tông màu vàng nhạt. Còn thứ hai là một cái giải pháp, đó chính là chúng ta có thể sơn giả đá nha quý vị. Khi mà sơn giả đá thì nó sẽ tiết kiệm hơn là việc chúng ta ốp trực tiếp đá, mà nó cũng sẽ mang cái hiệu ứng rất là đẹp. Thì đó là tổng quan bên ngoài của công trình của nhà anh Hưng. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau tiến vào bên trong nhé. Tiến vào bên trong ngôi nhà thì khu vực đầu tiên sẽ giới thiệu quý vị đó chính là không gian của phòng khách nha quý vị. Thật sự là đây là không gian cũng rất là rộng. Đầu tiên ở phía bên này là không gian đại sảnh đi. Thì quý vị có thể thấy là ở phía bên dưới gạch cũng sẽ được ốp lát rất là đẹp. Tương tự là bên trên trần thì gia chủ sẽ đầu tư là đặt một cái đèn chùm pha lê. Và nó là cực kỳ là hoành tráng luôn nhé. Phía đối diện thì gia chủ sẽ đặt đó chính là một chiếc kệ tivi nè. Và đương nhiên khi mà có kệ tivi ở đó thì ở phía bên này sẽ là vị trí của bộ bàn ghế đúng không nào? Bộ bàn ghế ở đây thì gia chủ sẽ lựa chọn đó chính là chất liệu gỗ căm xe. Và cái bộ bàn ghế phải nói là cũng rất là hoành tráng. Quý vị có thể thấy là hoa văn họa tiết được điêu khắc cực kỳ là tỉ mỉ. Nói chung là về bộ bàn ghế thì quý vị có nhiều sự lựa chọn nhé, tùy theo sở thích của từng gia đình. Ví dụ nếu quý vị thích thì cũng có thể đặt bộ bàn ghế gỗ như thế này, hoặc là không thì chúng ta có thể đặt những bộ bàn ghế, bộ sofa là bọc da hoặc bọc vải nỉ. Cái đó là tùy theo nhu cầu và sở thích của từng gia đình. Ở đây thì gia chủ còn trưng bày một số những cái vật phẩm nè, cũng bằng gỗ luôn, góp phần là trang trí giúp cho không gian sẽ nổi bật và đẹp hơn rất là nhiều. Nhìn lên trên trần thì quý vị sẽ thấy là trần được thiết kế là trần giật cấp đúng không nào, và là trần thạch cao. Tương tự thì ngay vị trí phía bên trên của An thì quý vị thấy là vị trí đó chính là một thiết bị rất là được yêu thích của Mắt Hôm, thiết bị 2 trong 1, đó chính là quạt đèn trần đúng không nào, vừa tỏa ra ánh sáng lung linh mà lại vừa có những cái luồng gió mát nữa. Ở phía bên này thì đây sẽ là vị trí mà An cũng rất là thích nè quý vị, đó chính là ngay vị trí cầu thang. Thay vì để trống thì ở đây thì gia chủ đã tận dụng luôn để biến cái khu vực này trở thành là khu vực mà chúng ta có thể lưu trữ đồ đạc, có những cái kệ tủ nè, và kèm theo đó đó chính là những cái vách kính ở đây, đúng không nè? Em nghĩ là đây là lựa chọn cực kỳ thông minh. Thay vì chúng ta chỉ để trống làm những không gian chết thì chúng ta biến tấu như thế này sẽ giúp ngôi nhà chúng ta đẹp hơn rất là nhiều. Trên đây quý vị có thể tham khảo qua nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển qua đây đi và sẽ đến với không gian bếp của công trình.
Thật sự là khu vực bếp của công trình rất là rộng luôn nha quý vị. Cực kỳ là rộng luôn. Và khi mà An vào bên trong này, An thấy là rất là mát và thoáng là nhờ vào đâu. Đầu tiên phải kể đến đó chính là cái ô cửa. Đây sẽ là cái cửa mở ra mặt bên của công trình nè. Chúng tôi sẽ mở ra cái phần sân. Tức là ví dụ đi, chúng ta có thể di chuyển từ lối này đi ra phía trước cũng được. Và cái lối cửa này nó cũng sẽ giúp lấy vào những cái luồng gió, những cái luồng sinh khí cho không gian ăn uống của chúng ta. Còn về nội thất thì ở đây chúng tôi sẽ đặt đó chính là có một bộ bàn ghế ăn ha. Mặt bàn thì sẽ đặt thêm tấm kính cường lực. Vị trí này thì sẽ là kệ tủ bếp nè. Ở đây thì vị trí kệ tủ bếp thì quý vị có thể thấy là cũng rất là đẹp luôn nhé. Kệ tủ bếp thì sẽ được thiết kế chất liệu đó chính là gỗ công nghiệp. Cụ thể luôn đó chính là MDF phủ acrylic. Vì sao lại biết? Bởi quý vị có thể thấy là cái chấm nó sẽ có tính chất bóng gương nè. Acrylic thì nó sẽ bóng gương, nó sẽ đẹp hơn melamine. Cho nên là về chi phí chắc chắn là phủ acrylic nó cũng sẽ đắt tiền hơn một chút xíu. Nhưng mà nó sẽ mang lại cái hiệu quả thẩm mỹ rất là cao. Quý vị có thể thấy là kệ tủ bếp ở đây được thiết kế và nó rất là nổi bật. Tương tự thì ở đây cái vị trí của tường bếp ở đây nè, thì chúng tôi sẽ ốp kính cường lực có tông màu xanh. Đây là cái tông màu khá là lạ đúng không nè, ta chưa thấy ở bất kỳ vị trí nào của công trình hết. Cho nên là đây sẽ là cái màu điểm nhấn của không gian bếp. Ngoài ra thì về cái phần mặt bếp ở đây thì chúng tôi sẽ ốp đó chính là đá kim sa. Cụ thể ở đây anh thấy là kim sa cám. Kim sa sẽ có 3 loại là kim sa cám, kim sa trung hoặc là kim sa đại đúng không nè. Thì nó biểu thị cho cái hạt đó quý vị. Cám này nó nhỏ nhất, rồi trung là vừa và đại nó sẽ lớn nhất. Thì tùy theo sở thích gu của quý vị thì chúng ta có thể lựa chọn một cái loại phù hợp nhất. Thì dù là loại nào thì nó cũng sẽ mang cái chất lượng rất là tốt. Ở phía này thì chúng tôi sẽ có một cái ô cửa mở ra cái cửa hoa hậu ở phía sau và cái không gian sảnh phụ ở phía sau nha quý vị. Thật sự thì từ bây giờ quý vị sẽ đặt câu hỏi là ủa sao không thấy vị trí nhà vệ sinh chung đúng không nè. Thì ở đây gia chủ sẽ bố trí khu vực nhà vệ sinh ở phía sau. Ở phía bên kia sẽ có vị trí của nhà vệ sinh thì có thể sử dụng. Còn ở phía bên này thì đây sẽ là một khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ này thì bên trong cũng có một nhà vệ sinh khép kín luôn. Tuy nhiên hiện tại đang có thành viên gia đình sử dụng cho nên An không tiện đi ghé vào nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tầng 2. Tiến lên tầng 2 công trình thì di chuyển ra không gian phía trước. Đây sẽ là không gian cung kính nhất của ngôi nhà, đó chính là vị trí phòng thờ nha quý vị. Bố trí ở đây là hoàn toàn hợp lý nè. Thứ nhất là vị trí ở phía trước cách rất là xa với vị trí của nhà vệ sinh cho nên không có sợ là bám mùi ế khí hoặc xú khí. Ở vị trí này thì chúng tôi sẽ có một cái ô cửa mở ra cái phần ban công ở phía trước nữa cho nên là cũng sẽ lấy được cái sinh khí vào, không có sợ cái cảm giác là ngột ngạt nhan khói. Có người gợi ý cho quý vị là chúng ta nếu mà sợ cái phần trần bị ố, ta có thể đặt thêm ở phía bên trên là một cái tấm hút khói nhé. Ở đây em sẽ chỉ cho quý vị thấy là một cái thiết kế và thi công với kiến trúc sư giúp là tránh về cái hiện tượng đó chính là phong thủy ha. Đó chính là ở đây sẽ có cái vách tường như thế này. Vì sao lại có vách tường này? Đó chính là vị trí ở phía sau là không gian thờ tự cho nên là đây sẽ là phòng ngủ đúng không nào. Nếu mà chúng ta mở cái cửa phòng ngủ mà thấy ngay vị trí bàn thờ thì không có được cảm giác cung kính. Cho nên là kiến trúc sư đã quyết định là sẽ thiết kế nguyên cái vách tường như thế này. Ngoài ra thì có gợi ý khác là nếu như quý vị thấy là cái vách tường đôi khi là sẽ hơi tốn kém thì chúng ta có thể đổi sang sử dụng là vách cắt CNC hoặc là làm một cái lam gỗ ở đây cũng vẫn được nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển qua đây đi và ta sẽ đến với không gian phòng ngủ đầu tiên ở trên tầng 2. Phòng ngủ này thì về cơ bản thì quý vị có thể thấy là diện tích vừa phải nè. Về nội thất thì cũng đặt để đầy đủ. Ví dụ là chiếc giường ở ngay trung tâm nhé. Rồi cạnh bên là bàn học nè và vị trí tủ quần áo ở phía này. Đối diện phía bên kia sẽ có ô cửa sổ là 4 cánh. Phần trần thì sẽ được thiết kế đơn giản thôi và sẽ có hệ thống đó chính là đèn đao lai. Tuy nhiên em muốn quý vị quan sát là cái phần sàn bên dưới đúng không nè. Quý vị có thể thấy là nó khác hoàn toàn so với những không gian nhà ở phía bên ngoài. Bởi vì sàn ở đây sẽ là sàn gỗ hoặc là gạch giả gỗ tùy theo lựa chọn của gia chủ. Với cái tông gỗ như thế này thì nó rất phù hợp với những không gian ngủ nghỉ. Bởi vì tông gỗ là tông màu nóng màu ấm cho nên sẽ tạo cảm giác ấm cúng khi mà chúng ta ngủ. Tạo cảm giác nó dễ chịu hơn rất là nhiều nha quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển ra lại ngoài đây và em giới thiệu quý vị một khu vực rất là đặc biệt. Đó chính là không gian phòng tập. Trên bản vẽ là không gian phòng tập luôn và khi mà xây xong thì gia chủ vẫn giữ lại cái công năng này. Em thấy là rất là hay. Đây là cái vị trí ta có thể tập thể dục, chạy bộ chẳng hạn. Rõ ràng là gia chủ rất quan tâm đến sức khỏe của thành viên gia đình khi mà bố trí một không gian trong nhà để mà có thể tập luyện thể dục thể thao như thế này thì em thấy là rất là hay nha. Quý vị có thể tham khảo. Và ở đây chúng tôi sẽ có ô cửa
nữa. Ví dụ là khi trong quá trình tập luyện, ta có thể mở ô cửa này để đón nhận những cái luồng gió mát cũng rất là thoải mái. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với những không gian phòng ngủ còn lại nhé. Ở đây sẽ có một phòng ngủ nữa, tuy nhiên hiện tại là phòng ngủ này đang có thành viên gia đình sử dụng cho nên em không tiện để ghé vào. Chúng ta sẽ đến phòng ngủ cuối cùng nha quý vị. Phòng này thì về cơ bản nó cũng được thiết kế tương đồng với phòng ngủ trước thôi. Quý vị cũng sẽ thấy là có đầy đủ từ vị trí của giường ngủ nè, rồi bàn học nè và cả vị trí của tủ quần áo ở kia. Có một cái điểm thú vị của phòng này đó là gì? Đó chính là cái ô cửa sổ ở đó. Quý vị sẽ hơi thắc mắc là ủa tại sao đây căn phòng ngủ nằm vị trí này mà lại có cửa sổ ở đó đúng không nè? Cửa sổ này không phải là mở ra bên ngoài mà cửa sổ này sẽ mở ra cái vị trí của cầu thang nha quý vị. Bởi vị trí cầu thang thì nó khá là thông thoáng cho nên khi mà chúng ta mở được cái cửa này nó cũng sẽ là góp phần lấy được cái nguồn sinh khí vào cho căn phòng ngủ chúng ta. Thì đây là một cái mẹo trong việc thiết kế mà quý vị có thể tham khảo. Có thể là bởi vì công trình này thì cái vách ở vị trí này nè nó sẽ cặp vách với hàng xóm, không mở được ô cửa sổ cho nên bắt buộc là chúng ta phải mở ở đây. Đó cũng là một số những cái mẹo mà khi thiết kế và thi công quý vị có thể tham khảo qua. Từ nãy giờ là em chưa nói về những cái hệ thống cửa đây. Cửa này cũng là cửa thép phần gỗ nha quý vị. Quý vị có thể thấy là những cái đường vân nó cũng rất là đẹp. Màu sắc thì nó khác hơn so với cửa chính ở bên dưới đúng không nào? Cửa chính bên dưới thì sẽ là tông màu nâu, nhưng mà ở đây sẽ là cái tông màu ghi, tạo nên cái cảm giác nó hiện đại hơn. Thì tùy theo sở thích của gia chủ mà chúng ta có thể lựa chọn những cái màu sắc mình yêu thích. Cuối cùng thì đây sẽ là vị trí của nhà vệ sinh chung ở trên tầng 2. Chúng tôi sẽ bố trí đó chính là không gian lavabo ở ngay phía trước, ở bên ngoài. Còn phía bên trong sẽ là khu vực toilet và vòi sen tắm đứng. Về phần gạch ốp lát thì sẽ được ốp cao kịch trần và lựa cái tông màu là tông màu xanh, tạo cảm giác nó tươi mát hơn cũng như là cũng khá là sạch sẽ nha quý vị. Vậy là em vừa dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà anh Hưng ở Bình Dương. Một công trình quốc dân phải nói là cũng rất là đẹp, cả từ ngoại thất lẫn nội thất ở bên trong. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì cần ngại liên hệ ngay với Mark Home ở số hotline 0964458888, 0821333333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.